Xin chào mọi người, mời mọi người ăn quả lý gai với Hảo nha. Cái trái này nó chua lắm mọi người, nó chín nó mới ngọt nha. Chấm với son. Bỏ vô cái chén nha, bỏ vô cái chén sốt á, ăn vậy cho nó đã. Rồi bây giờ trộn lên nha. Cay. Nó giòn. Nó chua. Cắn cái làm cái bụp. Ăn vậy mới đã nha mọi người. Quá đã luôn à. Tạm biệt mọi người, bye bye.